Tiếp theo bài Nam Ai kỳ rồi á, kỳ này Long Đàn tiếp theo lớp 5, lớp 6, lớp 7 là hết bài. Rồi tiếp theo bài Nam Ai lớp 5. Suy tư anh em đổi nó như thế nào cũng được hết. Rồi trong lớp 2 thank you.
nên muốn đờ như sao cũng được hết, mà nó đúng câu đúng nhịp đúng lớp là được ha. Rồi anh em chắc nắm kịp rồi ha, cái này Long Đờn nó không có đọc, chắc anh em biết nó hết rồi thì Long Đờn anh em nhìn đó mà đờn. Tập được mấy cái nốt này chưa? Ví dụ như cộng mình rút lên u luôn, cộng cộng nốt lên nha, ví dụ như đó vậy đó. Nó mình mượn âm trên mình xuống âm dưới cho nó hay. Ví dụ mình muốn xuống sè thì mình rút lên u mình xuống sè. Ví dụ như anh em về vậy đó, sao cũng được hết. Vậy đó anh em tập những được những cái nốt này chưa? Ví dụ như đó là cần luôn, tập bốn cần luôn ha. Ví dụ như bốn ngón cái nè, lấy ngón cái đánh vô cần nó sẽ ra với là cái thể loại như mình xúc dâm càng vậy, mình xúc dâm vậy đó. Ví dụ đánh vô cái mình xuống găm đó cho nó mùi, nó không như cái dạng như mà nó bị nó mình làm cho cái chữ nó tức 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 vậy đó ha, nó bị giặt chữ vậy cho nó hay. Anh em đánh vô, đánh chữ vô, đánh cái ngón cái vô, đánh cho nó tức cần nó sẽ tạo ra cái âm nó bị tại sao nó bị giặt 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 gì cho nó hay. Nó mình mượn âm rồi vô mình tạo ra một cái âm hưởng nó lạ vậy đó. Đó vậy đó. Rồi chứ anh em mà thuộc bài.